Sữa thường xuyên bị bong mình chán răng, giải pháp là gì? Nếu như ba mẹ rất đau đầu với việc bé nhiều lần bị bong mình chán răng, gây đau răng, sâu răng tái phát và phải đi lại tới nha khoa nhiều lần, mất nhiều thời gian, thì hãy xem hết video này. Bác sĩ Tiến sẽ bật mí giải pháp cho các ba mẹ nha. Vinalight, một nụ cười thay ngàn lời nói. Răng hàm sữa là những chiếc răng dễ bị tổn thương sâu răng nhất, do là men răng của răng hàm sữa thường mỏng và khá yếu. Kết hợp với việc là trẻ thường xuyên ăn bánh kẹo ngọt nhưng lại vệ sinh răng miệng không được kỹ, nên tỷ lệ răng hàm sữa bị sâu răng hàm răng là rất lớn. Nếu như tổn thương sâu răng chỉ ở mức độ vừa và nhỏ thì bác sĩ sẽ tiến hành chám răng và lấp đầy các cái lỗ sâu răng bằng vật liệu chám để phục hồi lại hình thể của thân răng như ban đầu. Nhưng nếu như sâu răng tiến triển gây phá hủy nhiều men răng hơn thì cái việc chám răng thông thường sẽ không tránh khỏi được việc bị bong vỡ miếng chám, do là cái phần tổ chức men răng khỏe mạnh còn lại không nhiều. Nếu như bị bong vỡ miếng chám răng mà không được phát hiện và chám lại kịp thời sẽ gây ra sâu răng tái phát, làm cho sâu răng lan rộng hơn. Và tệ hơn nữa là bị sâu vào tủy răng, thì khi đó thì trẻ sẽ xuất hiện những cái cơn đau nhức răng rất khó chịu. Thì cũng giống với người lớn của chúng ta, khi mà răng bị sâu vỡ lớn, không thể phục hồi thân răng bằng việc chám răng thông thường, thì bác sĩ sẽ chỉ định bọc răng sứ. Thì đối với trẻ em, đối với những chiếc răng hàm sữa thì sẽ có một loại trục thép có sẵn như thế này. Trục thép này thì sẽ mỏng hơn so với các loại trục khác, nên cho phép bác sĩ có thể mài chỉnh trên trục thép dễ dàng, cũng như là mài răng thật tối thiểu nhưng vẫn lắp vừa trục thép vào răng. Trục thép sẽ giống như một lớp áo giáp bên ngoài bảo vệ răng của bé, ngăn chặn khỏi vi khuẩn tấn công và bảo vệ răng sữa khỏi nguy cơ tiếp tục bị sâu răng. Trục thép rất bền, thường là đến tuổi thay răng thì trục thép vẫn còn ở trên miệng và bác sĩ sẽ nhổ răng sữa có gắn kèm với trục thép luôn. Tuy là trục thép có màu bạc nhưng được chế tạo từ hợp kim thép không gỉ nên sẽ không gây độc, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe và cũng không ảnh hưởng đến mùi vị của thức ăn. Còn về nhược điểm thì do trục thép có màu bạc nên không được thẩm mỹ thôi. Trục thép sẽ được chỉ định cho các cái trường hợp mà răng sữa bị sâu vỡ lớn, răng sữa có men răng bị thiểu sản, răng sữa đã điều trị tủy, hoặc là đối với những cái trường hợp mà có nguy cơ sâu răng cao, vệ sinh răng miệng kém. Mình mong rằng những kiến thức hôm nay bác sĩ chia sẻ sẽ đem lại cho các bạn những thông tin hữu ích. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. I'm